nắng còn nào trong màu bồng hang về đường men bót cứ lô ôn ôn nâng ngày miền chậm nạp ở rom trong từ riệp luôn ai ngày chân tới về thu thay kiêng សួស្តីបាទបងប្អូនបាទទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចូលចុច ban men bot ประเภท ปุ๊ นี่ บ่า ដើម្បី ទៅ រៀប inverter ណា បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ ហៅ ថា men bot 24 mosfet ហើយ យើង មិន នឹង ដឹង ថា 24 mosfet តើ វា bot ហ្នឹង វា ប៉ុណ្ណា ហើយ វា ធ្វើ ការ បាន កម្លាំង ប្រមាណ 1000 watt បាទ ដើម្បី យើង ទៅ រៀប inverter ភ្ជាប់ ជាមួយ solar ភ្ជាប់ អាគុយ ប្រើ ប្រាស់ ក្នុង ផ្ទះ ណា បងប្អូន ឥឡូវ men bot ពុ នេះ គេ ផលិត មក ឥឡូវ ស្អាត ណា បងប្អូន ស្អាត បាទ nâng ngày kê plat mos art hay kê riệp rồi bà kê thơ mà riệp rồi art bà hay thom bà em ôn thom tên cứ men bọt bà phết nè về miền đọc bì mosfet nè bà mosfet nâng cứ chia mosfet xâm rạp phơ ca bà chia phương tàu đầm phương nâng bà về miền đọc bì mosfet miền mà phay buôn mosfet ở ní bà phết mà phay buôn mosfet bà em ôn cứ mà kháng đập bị cọp nè ông ổn và mà kháng đập bị cọp là ngày cành lốp ôn ôn trong thời điểm luôn ai nhảy bà là ngày đam tôn về hàng thù bà dừng điệp luôn ai ông ổn ok dừng mạnh dễ về riêng men bọt đập bị hay năng mà phay buồn một phết đập bị một phết ta về à dừng vô thời điểm làm pon vặn bàn bàn ọt mà đập pi có riệp bàn và đập pi một phết nắng về mặt hàng và muối nữa mặt hàng và muối hay mặt chuột về nấy cứ chuột nấy khang thừa ca tới khang đầm phường và trong phố đồ nạt nắng và riêng hai thà đầm phường đồ nạt nắng cứ pi này và hay à lấy dân về dân dân mình về à mà phay buôn một phết bình anh ấy còn màu và nay nuông cũng oi thà ta men bọt vụ nè việc cầm lăng việc đâm bay từ prai chỉ mũi đâm phượng nước bàn, bàn bòn vặn chia tu tới men bọt tập hết này cứ nhầm riệp từ đo đọc cái lô và đọc cái lô vặn nó cứ mà men mà mền vặn ông còn ok hay mosfet con ông mosfet nè chia tu tới men bọt tập hết này mosfet hy buồn sồn sồn cầm bay này cứ việc prà mà tụ tới cho môi men bọt tập hết nặng và mình tham men bọt phẩm bảy mosfet men bọt đọc mosfet men bọt đọc pi mosfet men bọt mà phay buôn mosfet nè là ngay và lấy khi mà bong hang pika rô ampe bỏ về là ngay ta về mosfet này môi này môi về ampe về thôi ca bàn tầm màn ampe và ưu tiên ho thả à lấy dương vô mà riệp khnạt pram pon vặn là ngay mà phay buôn một phết được nhé ông vốn pram pon vặn à pon sai sầm bảy vòi và phe chán kề riệp sai sầm bảy vòi lang từ và ok cứ việc đa mà chiang nè ông vốn nó hay men bọt một phết này việc kề này dùng prà tu từ và này dùng prà kề pallet máu sầm rạp dương mà riệp từ màu ok ឥឡូវ ខ្ញុំ មក គិត ពី រោគ អំពែ របស់ MOSFET របស់ main board នឹង ធ្វើ ការ នឹង តើ វា ស៊ី ប្រមាណ អំពែ ឥឡូវ ខ្ញុំ យក អា ទូរស័ព្ទ មក គិត លេខ ចោះ main board នេះ គឺ យើង và ở lấy dùng kết hạ vô tờ bật chốt thơ bật bón hà ai pram cổ lô vạn đứa pram bón vạn năng bón và hay dùng vô pram bón vạn mặt tăng ok pram bón và hay bật bón phương chốt sai xâm bầy vô nha
Sai sầm bấy bó dừng cho mà trái cho muối sai sầm bấy dừng khuyên thả về si âm phê à mên bọt nế về si âm phê à ta mà rối buồn bò tế ấy mà rối buồn âm phê à tế bà mà rối buồn âm phê à hay mấy bần dừng dừng đăng thả mô phê khăn ông mà cọp nế bố hồi mên mà chốt phẩm mùi cọp anh ấy phẩm mùi cọp anh ấy phẩm mùi cọp và anh ấy đọc phì cọp năng ngày cứ về thôi cà về thôi cà chuối kia năng ảnh dương vô màu và dương vô mà chạy chạy vào mùi cọp nhé và chạy mà chốt vô về thôi cá về thôi cà pla pla kia bắt đầu kia chơi sdam chạy và về từ lọp lượng từ từ lọp màu chứ không còn ok mà chạy năng vào mùi tiết mosfet khăn ông mosfet mà cọp vì si vì pra cầm lăng âm pia tại đập âm pel âm pia thì khi nào mà crop bằng ôn đập âm pel âm pia hai mô sệt bập hết nè lệ nè và bập hết cái pra khi nào men bọt này cứ bầm bay rồi 80 volt pi rồi âm pe khi nào mà cọp một ôn việt tập tuổi bàn chả na bầm bay rồi thì ra chắc ta chơi lõm bầm bay rồi 80 volt buồn rồi âm pe khi nào mà cọp hai tên chăng ní tập pe dừng thưa bập bòn pram cái lỗ nâng về xì ta khi nào mà cọp việt prà cầm lăng ở ta đập bầm bay âm pe và khi nào mà cọp hay được phạm mình nâng cứ khăn mặc rộp vì mình cầm lăng với đo từ phì rồi ẩm phía và phì rồi ẩm phía dừng dơ mọc đo chìm mùi phì rồi nơi xa là cầm lăng mà rồi bạc sập phì ẩm phía tiệt nơi xa là cầm lăng mốt vết nâng ạ hay chẳng mình này thà dừng phạm dừng tờ riệp khăn ạ phạm bọn vát bọn phê bọn vát ấy nâng cứ cầm lăng về lơ lơ hay và cầm lăng lơ lơ mỏng à lấy mùi tiện và mùi tiện khi nhầm vô riếp đọc cả lỗ vạn cứ mà mơn vạn và mà mơn vạn một con à lấy một kịp mà ta một việc năng việc thừa cà tới khi nào mà cổ bị xì ẩm bìa ở màn mà mơn vạn chạy chỉ mối xa xâm bấy vòn đá mà pi rồi bầm bay âm pe và rùm từng ót này pi rồi bầm bay âm pe dương mà trái bầm án bầm mùi cọp không mà chốt bầm mùi cọp và việt si cầm lăng việt thưa ca cầm lăng việt thưa ca nâng cứ ta xàm sập buồn âm pe chiang thì không mà cọp và hai mùi sweat này mà cọp lần pi rồi âm pe đó pi rồi nơi soi mà rồi hộp sập ram một pia tiệt và là ngay cứ bông ôn kha ọt dồi chẳng tới kỳ nơi kịch thẳng mình bọt bản năng hay thừa bập bòn đập cái lô vạn và bập bòn đập cái lô rư mà mền vạn nắng kỉnh lô khai vía nắng thừa cả thuần ọt thuần tiền bập bòn với thừa cả xa chẳng hạn mình trong vườn phòng cứ về miền đôi môi sầm áp đọt chẳng hạn về với đòi đòi xoay của vót á và toàn ta đại nè đại phố nè cái đá bàn chẳng hạn nó người vừa ok à lấy màu mờ khăn men bọt với khăn nè về miền trường và kề riệp màu cái phơi màu riệp rồi xa đúng còn anh ấy chừng pi này và sầm rạp chọc cho mùi xài khăn đỏ và bỏ cùi dưỡng xài sầm bấy vó chỗ nắng pi nắng đỏ và xài chẳng việc cùi mà mua chẳng tới dùng người bài chật này máu chọc chùi khi nhanh chẳng tới và hai khăn bột nơi lơ này mỏng và nơi lơ khăn này khăn bột và khăn bột khăn lương bột dưỡng ở cùi và bột hai nắng đỏ ok hai phương tranh tư lương tranh tư đầm phương nắng cứ pi nằng và pi nằng phù vị thưa ca chia anh ấy bộ phận ac ai ac mà phải bộ mùi vol là không bộ phận sai sầm bảy vol cái hai lô ac
bà anh năng lôi xì bà mà phải vào mùi vò là không bón xa xâm bấy vò là bà tập chọp cho mùi đâm phương hay chọp đâm phương chẳng tới dân đã inductor này mà kháng tới bà anh ấy đang ngày bà dân bệnh dịch tràn thế anh ấy anh ấy ngày nắng còn nào trong màu bồng hai cái đường men bót cái lô ôn ôn nâng ngày miền chùm nạp ở rôm trong tờ riêng luôn ai ấy chẳng tới việc thu thay tiền nát bà ni lừa tóc bà lừa tóc thôi cả vì hiện như nhảy tịch bà tóc chiên cho ngày một con là người vì ẩn nhân à đôi cái lạnh tóc thôi cả chia sâm yên khang bình chi bà là người bà ẩn nhân ấy cha nùng bà này trong màu bồng hà nhà này à hai hai đôi bộ này tiệt bà đôi bộ này cứ mùi này việc bạc thà mà phải đọc phì vol và ổn dừng vô phương bà chô tao đọc phì vol dừng thơ bà con đọc phì vol có việc chanh mà đọc phì vol dừng thơ bà con mà phải buồn vol có việc chanh mà đọc phì vol bà con xa dẫm bấy vol có việc chanh mà đọc phì vol và việc thơ mất của cái lối dừng vô thật ra ca ấy tích tuổi nơi mục tù và đạp lượng đại anh chẳng tay vô lõ dừng công tư bà vol về bà dừng phần lên chào ta dân tiền phương của lãnh sinh mà mình hay mùi ní bà mùi ní chị hiện tịch mùi ní cư phương chân hà là việc vừa đòi xoài của bọn nắng đòi nhân thà nắng và đọt chân hà của ní máu là ngày việc bảo phê đọc phì vò lịch nè tới việc thưa ca xoài của bọn việc đại ní việc đại nhân chân tới việc có vừa chân hà nắng á và dân đọt chân tới là ngày hai đôi mùi này tiệt về xe tha pì rồi vò là ai pì rồi mà phay vò là à xe nâng cứ dừng vô phương dừng vô phương pì pì đâm phương đại phần lật chơi chia pì rồi mà phay hai nâng dừng vô máu xài tốt mùi vô mà bạch áp với vinh và vô bà chô màu nâng vinh đâm bấy ỏi ụp bà cò nâng về chạy tha phương nâng chanh tờ nâng phẩm màn vò là đâm bấy viên nâng ô tô vò lại dường บ่าโอเคอบคุณจารย์บ่าวๆวิดีโอนี้อมีได้จารย์ได้ขอได้มาจ้องบัญชีบังหาญบ่าวๆได้จ้องอยู่ตะเรียบให้มีบ่าวๆจิจารย์สู่มาให้จ้องเรียบให้ខ្ញុំត្រូវប្រើមែនបតប៉ុណ្ណាមែនបតប្រមាណ MOSFET ให้មែនបតនឹងវាធន់របៀបម៉េច MOSFET វាប្រមាណអំពែបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់មកបញ្ជាក់បន្តិចក្នុងខណៈពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅជាប់រវល់ច្រើនដែរការងារណាបងប្អូនបាទនៅត្រៀមរៀប inverter ពី3ឈុតដែរឈុតធំបាទ10គីឡូបងប្អូនឥឡូវកំងអ៊ីវ៉ាន់ទៅអ៊ីវ៉ាន់បានមកបដាបដារឹបដែរហើយហ្នឹងហើយយើងអត់មានដូចថាអត់មានមនីមនីអត់មានមនីច្រើនទិញមក stop ទុកថារៀបបានពឹបពឹបពឹបហ្មងបងប្អូនបាទហើយមានបងប្អូនយើងកំងមកអញ្ចឹងបាទចាំយើងទៅកំងអ៊ីវ៉ាន់មកពីក្រុមហ៊ុនពីបោះសັດហ្នឹងមកតមកបាទហើយបើយើងទិញមកនៅ stop នៅក្នុង stop ត្មងវាវាប្រើលុយច្រើនបាទហើយមែនបតពួកនេះក៏វាមិនមែនថោកដែរណាបងប្អូនបាទថ្លៃថ្លៃហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនដែលចង់រៀបហ្នឹងចង់សាករៀបបាទចង់សាករៀបយើងប្រើពួក12 MOSFET សិនក៏បានដែរ12 MOSFET ហ្នឹងយើងទៅរៀប3000 W 5000 W ហ្នឹងគឺកម្លាំងវាលើសលើសជាងពាក់កដាលហើយមែនបតណាដូចខ្ញុំគណនាឲ្យមើលមិញហ្នឹងបាទអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណចាស់